Thưa quý vị, thưa các bạn, cả nước hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề. Trong đó có 1.864 làng nghề truyền thống và 115 nghề truyền thống đã được công nhận. Đây là lợi thế lớn để Việt Nam phát triển hàng thủ công mỹ nghệ và cũng là cơ hội để các ngành nghề thể hiện sức mạnh sáng tạo, nét độc đáo trong sản xuất sản phẩm thủ công. Để sản phẩm thủ công mỹ nghệ bay xa, việc tham gia các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước là xu thế mà doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ cần nắm bắt trong bối cảnh cạnh tranh và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự tiện ích trong mua sắm. Thủ công mỹ nghệ là mặt hàng kết tinh, phản ánh văn hóa truyền thống lâu đời của một dân tộc. Trước những biến động của nền kinh tế cùng với làn sóng công nghệ thông tin, ngành thủ công mỹ nghệ đang ngày càng quan tâm hơn đến việc phát triển các hình thức mua bán, đem đến ấn tượng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc các doanh nghiệp phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên sàn thương mại điện tử gặp nhiều thách thức không nhỏ. Những cái ngành hàng thủ công mỹ nghệ khó sẽ tiếp cận khó với cả thị trường quốc tế, bởi vì là chúng ta vẫn còn rất nhiều hạn chế trong cái việc mà có cái phương thức nào hay cách thức nào để chúng ta có thể đi được ra nước ngoài. Thì tôi tin là trong tương lai, thì với cái sự phát triển của công nghệ thông tin hiện tại bây giờ và cùng với cả sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, thì những cái điều khó khăn đấy sẽ được khắc phục dần dần. Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ yếu theo phương thức truyền thống nên xuất khẩu sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do các cơ sở sản xuất chưa quan tâm đến phát triển thương mại điện tử. Việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tuyến trên Internet còn mới lạ với nhiều chủ cơ sở sản xuất. Điều này khiến cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của làng nghề còn nhiều hạn chế. Ở hàng trong nước thì tất nhiên là chúng tôi sẽ kết nối với các khách hàng qua kênh, chủ yếu là kênh Facebook là chính. Thì sẽ kết nối được gần như là khách hàng ở cả nước luôn. Còn cái khó khăn hiện giờ nhất của chúng tôi thì chung là cái đồ mây thì sẽ là đồ nguyên chiếc, không lắp ghép được, nên là khó khăn nhất chính là khâu vận chuyển. Trong khuôn khổ sáng kiến thương mại điện tử xuyên biên giới, kỷ nguyên bứt phá, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon với chủ đề Thương mại điện tử xuyên biên giới, cơ hội cho ngành gỗ, thủ công mỹ nghệ và dệt may Việt Nam. Tại đây, các chuyên gia đã chia sẻ thông tin cách thức kết nối thương mại điện tử, phương thức tiếp cận quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, ứng dụng giải pháp công nghệ để tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh. Để mà cái thị trường thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam mình phát triển tốt hơn trong thời gian tới, thì chính phủ, các cơ quan bộ ngành cũng có những quy định, những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam chúng ta có thể thâm nhập tốt hơn vào thị trường thế giới. Chương trình cũng đặt ra các mục tiêu từ tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cho đến hỗ trợ trực tiếp 70% kinh phí khi tham gia các gian hàng trên các sản phẩm thương mại điện tử xuyên biên giới. Nhiều cổ vật gốm của doanh nghiệp này đã và đang được trưng bày ở 46 bảo tàng danh tiếng tại 32 nước trên thế giới. Tiếp nối hành trình đưa gốm Chu Đậu tiến sâu vào thị trường thế giới, khẳng định một dòng gốm cổ có từ thế kỷ 14 đến 15 ở nước ta, vốn được đánh giá là hoàn hảo, từ dáng vẻ, chất men đến họa tiết, hoa văn trang trí, thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước sẽ có những khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nên doanh nghiệp đã đưa ra các mục tiêu chiến lược như phát triển mẫu mã sản phẩm mới, hợp gu thị trường, nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa trong từng sản phẩm, cải tiến công nghệ, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh marketing online, quảng bá thương hiệu và chào bán sản phẩm ra thị trường thông qua nhiều kênh khác nhau. Thông qua các sàn thương mại điện tử mà chúng ta quảng bá chủ động như vậy, chúng tôi cũng thông qua các trang mạng như vậy mà quảng bá với khách hàng trên toàn thế giới để đẩy mạnh cái xúc tiến đấy, và các cái khách hàng thông qua đấy thì họ cũng tìm kiếm các cái nhà sản xuất. Và lợi thế là mình là nhà sản xuất thì các khách hàng họ rất thích là nhà sản xuất trực tiếp, bởi vì là để có tiếng nói chung và tạo ra được cái sản phẩm của bạn cũng như là kiểm soát được các chất lượng trong quá trình sản xuất, đấy cũng là một cơ hội và đẩy mạnh thông qua như vậy thì cũng là cái lợi thế phát triển. Kết quả mang lại thì rất là lớn. Cái thứ nhất là nó giảm cái chi phí, khách hàng họ tìm kiếm đến rất là nhiều, và chúng tôi phải xử lý thông tin rất là nhiều, từ đó là để tạo ra các cái đơn hàng
hiệu quả. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy và tháo gỡ những khó khăn trong việc tiếp cận thương mại điện tử, các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ cần quan tâm đầu tư sáng tạo hơn trong việc thiết kế và sản xuất sản phẩm, giá cả cạnh tranh, xây dựng hệ thống kênh bán hàng chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc xây dựng hình ảnh sản phẩm bằng những hình thức độc đáo sẽ thu hút người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử. Thông qua chương trình Amazon Global Selling, các sản phẩm ngành gỗ, dệt may, thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có cơ hội tiếp cận với hơn 300 triệu tài khoản khách hàng, 200 triệu thành viên Pride toàn cầu tại 15 thị trường lớn như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Nhật Bản và Singapore, v.v. Ngành thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đang có những bước chuyển mình để trở thành những món đồ sáng tạo có giá trị cao, xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để củng cố và phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ, chúng ta cần có một chiến lược dài hạn, triển khai các giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. Công việc này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của các cơ sở sản xuất, các làng nghề, sự tham gia của các hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp, thì rất cần sự hỗ trợ, quản lý, sự liên kết phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan chức năng thì mới sớm đi tới thành công.